tôi phải bẹ hà rồng lo xíu hà rồng lo họ đây này nó được chớ thế nào tôi sẽ phải bẹ hà rồng lo thế nào tôi nói nhận đây chở cha thế xin này là nhận nói họ nó chết cha là nói à nó bục bỏ dùng con tạ xiên thôi thế con một bồ nó to cái gì cũng phải tông con kêu nó mà một khai tao đi thôi chết đây rồi thế mà đây chết cha nó nói nó còn nó chết bông rồi họ chết to hàng ấy đây năm khoảng mà lôi lo bụp bê chứ họ chứ đây năm khoảng nữa hả nó lúc bố phải nó lo xe mà giống cho việc kia họ gặp nó thế chứ đây năm khoảng đây năm khoảng làm gì sao thì nó lỡ ta trong hộp bể trong câu kế lên được bơ bể nó lỡ ạ để nắm khó mình thì tao sang rằng là mồ ơ ta trong hộp bể lỡ xí cá trong câu hàng ơ ạ nó tao khó sức khổ thế nào này sao sao người ta nói sao 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 đây nắm khoảng nữa hả nó thì bố phải nó lo xe mà giống có việc kia họ gặp nó thế chứ đây nắm khoảng nữa đây nắm khoảng làm gì chứ sao thì nó lỡ ta trong hộp bể trong câu kế lên được bơ bể nó lỡ rồi